đại thiết kế anh em. Trời ơi, cái gì vậy anh em? Tại live buổi trưa mà anh em cũng xem là sao vậy anh em? Bảy cái bảy anh em ơi. Anh em ơi, giúp thầy lên 100 cái tim nè anh em ơi. 100 cái tim anh em ơi. Anh em. Anh em ơi. Anh em ơi. Anh em đừng có nói lên 10 ghe nha anh em. Anh cảm ơn Văn, cảm ơn bạn. Anh em đừng có nói lên 10 ghe thầy cũng phải lòng anh em luôn á. Phải lòng. Vãi lòng, vãi lòng. Cái gì vậy anh em? 100 cái tim rồi. Vãi lòng anh em, thiệt sự anh em ơi. Anh em ơi, chia sẻ cho thầy lên một ke nào anh em ơi. Anh em ơi, giúp cho thầy chia sẻ lên một ke nào anh em ơi. Thầy quế vãi lòng anh em ơi. Thầy thật sự là thầy quế vãi lòng, cảm ơn tất cả anh em. Anh em ơi, giúp thầy lên một ke chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, một ke chia sẻ anh em ơi. Anh em 9 ke 4 anh em ơi, lên cho thầy một ke chia sẻ. Tí nữa cô chừng lên 40 ke là thầy vãi lòng anh em luôn á. Vãi lòng 700 cây chia sẻ. Trời ơi anh em ơi, sao mà anh em vãi lòng dữ dằn vậy anh em? Tám cây bảy. Trời ơi, à, vãi lòng, vãi lòng, vãi lòng. Chứ sao anh em tốt với thầy dữ dằn vậy anh em? Thầy nói anh em lên cho thầy một ke chia sẻ mà chưa đến 30 giây anh em đã lên cho thầy một ke chia sẻ rồi. Thầy thật sự lòng, thầy thật sự thầy quế quay lòng. Anh em ơi, giúp thầy lên 2 ke chia sẻ nè anh em ơi. 8 ke bè anh em ơi, giúp thầy lên 2 ke chia sẻ nè anh em ơi. Anh em ơi, cảm ơn tất cả anh em đã tặng hộ hồng cho thầy, cảm ơn anh em. Giúp thầy lên 2 ke chia sẻ nè anh em ơi. Anh em thật sự là anh em thầy quái quái lầm anh em thiệt. Anh em ơi, 2 ke chia sẻ nè anh em ơi. 8 kè 8 anh em. Trời ơi, đang tăng nữa kìa anh em ơi. Đừng có nói với thầy là hôm bữa kỷ lục buổi trưa là 45 kè người xem anh em ơi. Hôm bữa kỷ lục buổi trưa thầy ăn cơm là 45 kè người xem. Quải lòng, quải lòng, quải lòng. Hai kè chia sẻ chứ cái gì vậy anh em? Nhờ anh em lên một ke chia sẻ thì trong vòng 30 giây, hai ke chia sẻ thì trong vòng 20 giây. Lý do vì sao vậy anh em? Anh em ơi, giúp thầy lên 5 ke chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, đỡ thầy cô lên 5 ke chia sẻ nó nhanh cỡ nào nha anh em. Anh em ơi, giúp thầy lên 5 ke chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, anh em 9 ke 1, quế quẩy lòng. Quế quẩy lòng anh em ơi. 5 ke chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, giúp thầy. Anh em ơi, vãi lòng be ke rồi anh em ơi. Trời ơi, anh em chia sẻ gì mà nó nhanh dữ dằn vậy anh em? Lý do vì cảm ơn Minh Nguyễn, cảm ơn bạn, cảm ơn Trần Quang, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả anh em.
giúp thầy lên 5K chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, cảm ơn Trần Văn, cảm ơn bạn 9K2 anh em ơi, cảm ơn Tú Nguyễn, cảm ơn bạn 4K chia sẻ rồi anh em ơi. Quậy lòng ai vậy? Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn 4K chia sẻ rồi anh em ơi, 4K chia sẻ rồi anh em ơi, 1K chia sẻ nữa nào anh em ơi, giúp thầy lên 1K chia sẻ nào nữa anh em ơi. Thầy thật sự là vãi lòng. Cảm ơn Trần Quang Viết, cảm ơn bạn 5K chia sẻ, thật sự là thầy quá vãi lòng anh em ơi. Thật sự là thầy quá vãi lòng anh em ơi. Cho lý do vì sao mà thầy nhờ anh em chia sẻ là anh em chia sẻ liền vậy anh em? Anh em cho thầy xin cái lý do giùm cái đi anh em ơi. 9K1 anh em ơi, lý do vì sao vậy anh em? Thật sự là thầy quá vãi lòng anh em ơi. Giúp thầy lên 1M team nào anh em ơi. Anh em ơi, 1M team anh em ơi, đỡ thầy coi thử anh em bấm tim cho thầy cỡ nào nha anh em. Nhấc tay vào màn hình giúp thầy lên 1M team nào anh em ơi. Đỡ thầy coi thử anh em tim cho thầy cỡ nào. Trời ơi, cái lượt tim nó nhảy vãi lòng luôn anh em ơi. Cái gì vậy anh em? Anh em ơi, anh em ơi, giúp thầy lên 1M team nào anh em ơi. Anh em ơi. Thầy thật sự là thầy không ngờ đến luôn anh em ơi. Mỗi lần thầy ăn cơm mà anh em cũng vào xem anh em chưa ăn hay sao vậy anh em. Anh em đã ăn cơm chưa anh em? Thầy hỏi thiệt là anh em ăn cơm chưa? Anh em đừng có nói thầy bây giờ 12 giờ mấy rồi mà anh em còn chưa ăn cơm nha. Vãi lòng 1M chứ. Vãi lòng. Thế lý do vì sao mà anh em thương thầy dữ dằn vậy anh em? Anh em tính chén thầy hay sao vậy anh em? Anh em tính chén thầy hay sao mà anh em tìm cho thầy, chia sẻ cho thầy dữ dằn vậy anh em? Anh em muốn ăn thầy đúng không? Vãi lòng 9K8 anh em. Thầy thật sự là thầy quế vãi lòng. Vừa này mà ai gọi thầy vậy trời, thầy vãi lòng thiệt. Thầy thật sự là thầy quế vãi lòng. Vãi lòng 10K anh em đang tăng anh em ơi, trời ơi anh em ơi. Trưa nay thầy lại múc bang cơm hộp nha anh em. Vãi lòng có từng lên 40K anh em ơi. 12K rưỡi anh em ơi. Cảm ơn Hin, cảm ơn bạn. Vãi lòng 13K anh em rồi anh em ơi. 13K anh em rồi anh em ơi. Anh em ơi, giúp thầy lên 10K chia sẻ nào anh em ơi. 10K chia sẻ anh em ơi, 15K anh em rồi. View thầy thật sự là thầy quá vội lòng anh em ơi. Giúp cho thầy lên 10K chia sẻ là anh em vãi lòng 18K. Cảm ơn bác, cảm ơn bạn. Cái gì? Vãi lòng. 20K anh em. Buổi trưa thầy ăn cơm mày đến 20K anh em. Thầy thật sự là thầy quá vãi lòng.
24k anh em, trời ơi cái gì vậy, cảm ơn Tường Vy, 26k anh em, quẩy lòng, quẩy lòng, 28k. Trời ơi, phải luôn. Cảm ơn Tường Vy. Cái gì vậy anh em? 31k. B11k thì trời ơi, 12, hơn 12 giờ trưa mà B11k người xem. Thầy thật sự là thầy quế quay lòng, B11k quay lòng, quế quay lòng. Anh em ơi, cái gì B14 mà thì quái lòng anh em, thật sự anh em ơi, chớ cái gì mà tới 34k người xem. Cảm ơn Bu Lê, cảm ơn bạn. Cảm ơn Đức Tốt. Cảm ơn Đức Tốt. Cảm ơn Bu Lê. Cảm ơn Thanh Minh. Cảm ơn tất cả anh em. Anh em ơi, giúp thầy lên 10k chia sẻ nào anh em ơi. Anh em ơi, cảm ơn Thanh Minh. Anh em ơi, B12k anh em ơi, giúp thầy lên 10k chia sẻ nào anh em ơi. Anh em 10k chia sẻ anh em ơi. Anh em, cảm ơn Huyên, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em, 10k chia sẻ anh em ơi, phải lòng 9k rồi anh em ơi. Thầy quế quậy lòng anh em ơi. Cảm ơn Khánh Nhân, cảm ơn bạn. Cảm ơn Cao Mặt, cảm ơn Huynh, cảm ơn bạn. 19, cảm ơn lớp, cảm ơn Tường Vy, cảm ơn bạn. 16k 700 anh em ơi, vãi lòng. Quế quậy lòng anh em ơi, 10k chia sẻ anh em ơi, thật sự thầy quế quậy lòng anh em ơi. Lý do vì sao mà anh em quậy lòng dữ vậy anh em? Giờ này mà anh em vào xem đông dữ dằn vậy anh em, chẳng lẽ anh em chưa ăn cơm hả? Giờ này mà anh em đừng có nói với thầy là anh em cảm ơn Khánh Non, cảm ơn bạn, cảm ơn 12k anh em. Tí nữa anh em có tin là nó sẽ lên 30k lại không em? Anh em coi chừng tí nữa nó đăng lên 30k lại nè anh em. Thầy quế quay lòng.
Thật sự là thầy quá quậy lòng anh em ơi. Chào 11 ke anh em, 10 ke 800 anh em. Anh em giúp cho thầy lên BM team được anh em. Cảm ơn Huyên, cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn anh em. Anh em ơi, giúp thầy lên BM team anh em ơi. BM team nào anh em ơi? Anh em ơi, anh em. Cảm ơn Khánh Ân, cảm ơn bạn. Anh em chưa ăn cơm không? Giờ này 12 giờ mấy rồi mà anh em còn chưa ăn cơm. Thầy thật sự là thầy quế qua lòng anh em. Và thầy cũng thông báo luôn, tối nay 9 giờ đúng. Cảm ơn Hình Đức, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Tối nay đúng 9 giờ thầy bơ ke quốc tế nha anh em. Tối nay nhắc lại là tối nay đúng 9 giờ thầy đi bơ ke quốc tế. Anh em nhớ vào bấm tay cho thầy nha anh em. 7 ke bốt anh em, 7 ke anh em ơi. Giúp thầy lên BM team nè anh em ơi. Anh em ơi, thầy mời anh em. Cảm ơn bạn mới tặng thầy cái mũ. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Chào 6 cái 2 anh em. Hôm nay kỷ lục là bao nhiêu người xem anh em? Bê mười mấy cái anh em. Hôm buổi trưa ngày hôm nay thầy ăn cơm. Kỷ lục bao nhiêu cái người xem vậy anh em? Cảm ơn Cao Mặt, cảm ơn bạn. Bè 14 kìa, quậy lòng. Quậy lòng hôm nay kỷ lục ăn cơm bè 14 kìa anh em ơi. Thầy thật sự là thầy quế quậy lòng anh em ơi. Cảm ơn Cao Mặt, cảm ơn bạn, cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Hùng, cảm ơn bạn. Cho lý do vì sao mà anh em tốt với thầy vậy anh em? Thầy nhắc lại thêm một lần nữa, anh em nào khó khăn thì đừng có tặng cho thầy nha anh em. Gia đình có điều kiện hoặc cảm thấy dư dả thì anh em tặng, chứ gia đình mình khó khăn mình đừng có tặng anh em à. Thầy nhắc lại lần thứ mấy anh em nhớ không? 100 lần rồi anh em. Cảm ơn bạn Khánh Non. Gia đình khó khăn, chưa có điều kiện, còn đi làm lao động, kiếm từng đồng từng cắt. Một cây bông hồng mà thầy thấy anh em tặng là thầy liếm anh em. Thầy liếm anh em tại chỗ đây luôn á. Không được tặng cho thầy dù chỉ là một cái bông hồng. Còn nếu mẹ anh em cảm thấy mà anh em dư dẻ rồi á, anh em tặng thì thầy biết ơn anh em. Thầy thật sự là thầy quá ngoại lòng. Chào 4 cái bê anh em. Anh em thấy thầy có uy tín không? Anh em thấy thầy có uy tín không anh em? Thầy không thích nhận quà của những anh em khó khăn, tại vì đỡ anh em còn sau này còn cưới vợ nó, đỡ dành tiền cưới vợ nó, lo làm nuôi gia đình, lo lắng cho gia đình đi, lo cho bố mẹ của anh em đi. Bố mẹ mình nuôi mình từ nhỏ tới lớn, mình để cho bố mẹ mình gì chưa, mình để mua cho bố mẹ mình ăn cái gì chưa, thì bây giờ mình đi làm lao động cực khổ, mình mua về cho bố mẹ mình bằng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt công sức của mình. Anh em thấy nó có ý nghĩa không? Nên là thầy mới nói với anh em, lên TikTok
Nếu mà hoàn cảnh em chưa có điều kiện mà em yêu quý thầy, em muốn tặng cho thầy cái gì đó thì không nên nha anh em. Không được tặng cho thầy một cái đồng bạc nào hết. Để dành tiền lo cho vợ, cho con sau này, lo cho bố mẹ hiện tại nha anh em. Còn cảm thấy mà dư dẻ có điều kiện thì tặng, thầy biết không? Thầy đã nhắc anh em rất là nhiều lần rồi. Chào bê cái chính anh em. Chào bê cái chính anh em. Thầy đang bị mắc lỗi, tí nữa nó lên lại anh em ơi. Bây giờ thầy đang mắc lỗi, tí nữa nó sẽ lên lại nha anh em. Cảm ơn tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em để yêu quý thầy. Cảm ơn anh em. Thầy nói thiệt, anh em thương thầy cỡ này, thầy nói thiệt á, thầy không cầm được nước mắt luôn anh em ạ. Thầy thật sự là thầy quế vải lòng. Thầy nói thiệt, ngày hôm qua lâu nay thầy đi bơ ke được anh em tặng quà, thầy chích ra để thầy tặng lại cho những người khó khăn. Thầy phát xong thầy ghép video, thầy xem lại mẹ thầy rưng rưng nước mắt luôn anh em à. Tại vì sao mình làm một cái nó ý nghĩa dữ vậy trời. Mình gửi cho bè con một phần quà trị giá là 400.000 mà sao mình vui dữ dằn vậy trời. Tại vì mình giúp được cho những người khó khăn hơn mình, giống như lá lành đùm lá lách anh em biết không? Lá lành đùm lá lách anh em biết không? Chào bê kê tư anh em. Anh em ơi, tìm cho thầy lên bê kê tim đi. Cô Trần đã lên lại bê 20k người xem anh em ơi. Giúp thầy lên bê kê tim nè anh em ơi. Anh em ơi, giúp thầy lên bê kê tim nè anh em ơi. Anh em ơi, anh em bê kê tim anh em ơi. Thầy nói với anh em, thầy khuyên anh em rồi. Bây giờ anh em còn bố mẹ, anh em đi làm thì nên mua cho bố mẹ ăn uống đồ này kia. Cho thầy thấy có nhiều người bố mẹ kêu mua cho tao ly chì ấy. Tiền đâu mà mua, tiền đâu mà mua. Thầy vải lòng thật sự anh em ơi. Mè re chở gái đi cho, đi ăn lẩu. Thầy thật sự vậy thầy. Thầy vải lòng quá, vải lòng. Bố mẹ kêu là mua giùm mà bị chè rồi này kia mà kêu là không có tiền còn đi ra chở gái đang lẩu. Thầy thật sự quá vải lòng. Thầy nói thiệt, mấy em đó mà tặng cho thầy một bông hồng thầy tới nhà thầy tặng lại luôn á. Mấy em đó mà tặng cho thầy một cái bông hồng thầy đem cái bông hồng đó thầy tới thầy nhà thầy trẻ lại á. Cảm ơn bê cái hai anh em. Cảm ơn tất cả anh em. Thầy đã nhắc anh em một lần cuối. Không không, thầy không có nói là một lần cuối anh em ơi. Mất công sau này thầy nói nữa nữa. Cảm ơn Tương Vy. Cảm ơn bạn. Bây giờ thầy lỡ hứa với anh em là thầy nói một lần cuối. Mẹ lần sau thầy lỡ miệng thầy nói nữa thì mất công. Không không, tôi không bao giờ nói cái lần đó nữa. Tôi nói là bây giờ thầy sẽ nói tiếp, nhắc lại cho anh em hiểu. Gia đình khó khăn, không có điều kiện nuôi bố mẹ về thì nên để dành tiền đi làm về đưa cho bố mẹ, rồi sau này bố mẹ cứ vợ cho mình nha anh em. Nên là không được tặng cho thầy. Chào bê ke bê anh em. Mời anh em ăn tô cơm với thầy. Thầy ăn ít gì thầy? Ừ em ơi, buổi trưa thầy ăn rất ít đi mà.
Buổi trưa thầy ăn rất ít. Chào bác cả hai em. Trong này qua bon chen vì cuộc đời hạnh phúc em đem. Cảm ơn bạn, cảm ơn Tường Vy, cảm ơn bạn. Đồ con gái mà tặng cho thầy muốn vãi lòng luôn anh em ơi. Thầy thật sự là thầy quá cảm động. Lý do vì sao mà dạo gần đây mấy em gái hay tặng quà cho thầy vậy anh em? Anh em đón thử anh em. Anh em đón thử coi thử thầy đọc thử anh em. Lý do vì sao mà dạo gần đây gái cứ tặng quà cho thầy anh em? Thầy thật sự là thầy quá quay lòng. Tại vì thầy đẹp trai. Anh em đúng đúng rồi anh em ạ. À. Anh em đúng rất là đúng luôn anh em ơi. Mấy bạn gái hay tặng quà cho thầy lại có vẻ là hình như thấy thầy đẹp trai anh em ạ. À. Thầy quải lòng thiệt. Thầy nói thiệt với anh em á. À. Mấy em gái á, thường thường á, rất là keo anh em ạ. À. Xài tiết kiệm lắm. Vậy mà tặng quà cho một người đàn ông thầy thật sự là thầy quế quải lòng. Hờ giờ anh em thấy chưa? Hờ giờ thầy nói với anh em mua cho bạn nữ một ly trà sữa. Rồi bữa sau bạn nữ đó có mua lại cho anh em một ly trà sữa không? Không đúng không anh em? Tại vì con gái là có quyền được mua, được uống, chứ không bao giờ mua cho con trai. Nếu mà con gái mà mua cho con trai á, là bạn nữ đó đang thích một người con trai nào đó. Đúng không? Thầy thật sự là thầy quế quậy lòng. Chào 2K8 anh em. Thầy nó quá đúng. Thầy đã có vợ có con rồi nha mấy bạn nữ. Thầy là đã hô để nằm trong chậu rồi mấy bạn nữ à. Mấy bạn muốn thì mấy bạn đi tìm người khác đi. Mấy bạn thích thì mấy bạn đi tìm người khác đi. Tại vì hô này đã nằm trong chậu 4 năm rồi anh em à. Bứng không có được đâu. Tại vì cái hô này là cái hô cổ thụ rồi. Không bao giờ bứng được. Thầy quải lòng vợ con thì có cho quý à, người ta quý á, che nội ai thèm. Nghĩ sao mà cái khuôn mặt đây mà kêu ai thèm. Cái khuôn mặt nam thằng như thế này mà kêu. Cảm ơn bạn cao mặt anh em ơi. Nhìn cái mặt của thầy đi. Anh em nhìn thèm không? Nghĩ sao vợ thầy kêu là kẻ che nội ai thèm. Thầy vãi lòng thật thiệt. Bây giờ bỏ ra coi thử mấy cái em gái của em có hốt không? Thầy nói thiệt. Cảm ơn Lê Chí Vĩ. Cảm ơn Thích Ăn Sầu. Cảm ơn bạn. Thầy nói thiệt. Thầy mà cái hô thầy mà ra khỏi chậu đi. Coi thử cái ai mà bu vào hốt thầy không? Cái gương mặt thầy đẹp trai vãi lòng đây mà nghĩ sao mà vợ thầy nói cái câu đó thầy buồn thật sự luôn anh em à. Chào 8K rưỡi anh em. Đó thầy hỏi anh em. 8K 7 rồi anh em ơi. Thầy để đối rồi. Tí nữa là nó lên lại mà anh em. 9K 1. Thầy nói đâu có sai đâu anh em. Thầy nói nếu mà nó tụt. Cái gì vậy Đức Thắng ơi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Đức Thắng, vãi lòng.
Vậy lòng thật sự anh em ơi, ngày hôm qua Lập có cảm ơn bạn ở trên cái video làm từ thiện rồi. Nhân bạn Đức Thắng, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn vãi lòng mừ bê ke anh em. Hồi nãy tụt xuống còn cái 2 cây 9 anh em mà. Giờ lên lại 13, 14 ke. Trời ơi, giờ nó tăng gì dữ dằn vậy trời. Cảm ơn thích ăn sầu, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chăm sóc. Cảm ơn bạn 15 ke anh em. Thật sự là thầy quá tuyệt vời anh em ơi. Thầy ăn cơm mà hồi nãy anh em biết bao nhiêu ke không? Thầy ăn cơm mà hồi nãy lên bao nhiêu anh em? Bè 14 ke người xem. Mới vừa hồi nãy cảm ơn Nu Nu, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn bè 14 ke. Quẩy lòng 15 cây xấu rồi anh em ơi. 10 buổi trưa mà vé quẩy lòng hồi nãy thầy. Cảm ơn thích ăn sầu. Lúc đầu thầy mới vừa mở like lên, tăng lên 10 ke người xem. Tuột xuống còn 7 ke. Tăng một cái ào lên 34 ke. Cảm ơn Cao Mạc, cảm ơn bạn. Tiếp tục là tuột xuống 2 ke 9. Cảm ơn Nu Nu. Bây giờ tăng lên lại 15 ke 600 anh em. Thật sự là quá tuyệt vời anh em ơi. Đó thầy hỏi anh em để xem cái video ngày hôm qua thầy phát gạo cho bà con cho anh em. Ngày hôm qua thầy phát gạo cho bà con, thầy có quay video. Anh em để xem chưa? Rồi. Ok anh em. Thì thầy hứa với anh em, cảm ơn ENG201. Hiện tại thầy đang sống ở Bình Định, thầy đang làm việc ở Bình Định, nên là thầy quét gạo ở đây nha anh em. Còn nếu mà sau này thầy có điều kiện hơn, thầy sẽ về quê của thầy, thầy sẽ tặng xe đạp cho những em học sinh. Anh em thấy ok không anh em? Anh em thấy như vậy có ok không anh em? Ủa, thầy vãi lòng thì có cho múc bèn tuột cũng được, tuột cũng được không có sao hết anh em ơi. Cái chính cái quan trọng ở đây là thầy lên đây là thầy múc bèn, thầy múc bèn ăn, còn bơ ke chỉ là phụ thôi anh em à. Thầy nói thiệt, thầy lên đây, thầy lên like ở trên TikTok đây, cái chính của thầy là thầy múc bèn, thầy ăn, thầy gửi những cái món ăn của thầy đến cho anh em thưởng thức, anh em thử mùi, chứ không phải là thầy lên đây đó thầy BK anh em à. Từ đầu tới giờ mỗi lần thầy lên đây đều có một cái bát gì đó là đỡ cho thầy ăn. Từ khi mà thầy múc bèn tới nay, ngày nào thầy cũng bị chảy hết. Hồi nãy nè, hồi nãy thầy vô toilet nè, thầy ỉ không được luôn anh em. Thầy nói thiệt, hồi nãy thầy vô toilet 2 lần, đi ra ỉ có chút xíu anh em à. Ngày 2 ngày liên tiếp, tối hôm qua với tối hôm kia, mỗi ngày thì ăn 4 gói mì tôm, buổi trưa buổi sáng thì không ăn luôn. Hồi trưa thầy vô thì
Mà lần đầu không được, lần thứ hai ỉ chút xíu á. Thầy thật sự là thầy vé quải lòng mừ be ke anh em. Do ăn mì nhiều quá, đúng rồi vợ ơi. Chỗ thầy có bảo không, có gió mạnh nha anh em. Chỗ thầy có gió mạnh. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Mừ be ke anh em, thật sự là thầy quá tuyệt vời anh em ơi. Mừ be ke anh em. Chào mừng, cảm ơn thích ăn trầu, cảm ơn bạn. Chào mừng bè kè 600 anh em, đang tăng lại sao vậy anh em? Thầy thật sự là thầy quế quại lòng. Đồ thầy rủ ông anh này cho ngon nè anh em.